Ok, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình nha. Và mình là Cường Nguyễn. Thì đọc cái tiêu đề ngày hôm nay ấy, thì các bạn cũng đã biết là nội dung của video ngày hôm nay chúng ta là gì rồi. Hôm nay chúng ta sẽ test trải nghiệm một cái loại thun không phải là mới. Cái hãng này ấy, thì nó ra từ năm 2019 rồi. Nhưng mà hiện tại bây giờ nó ra phiên bản mới. Phiên bản này là phiên bản thứ hai, mình tạm gọi là phiên bản V2 version 2 nhá. Thì cái hãng này là cái hãng Usop các bạn, hãng Usop ấy, thì các bạn nào mà có xem phim bộ phim hoạt hình One Piece ấy, Vua Hải Tặc ấy, thì các bạn biết Usop là một nhân vật ở trong phim nha các bạn. Và mình nghĩ là ông chủ hãng này thì chắc là một fan bự của cái series phim này nên lấy cái tên thun nó luôn. Thì cái thun này á, nó có bốn màu các bạn, màu trắng trong này, màu xanh biển này, màu xanh lá này, màu xanh lá đậm á, và màu đỏ. Nó có bốn màu, có tất cả các loại độ dày luôn, từ 0.45 cho đến 0.8. Nhưng mà hiện tại ở đây ấy, thì mình có một độ dày thôi là 0.65 mm. Hiện tại mình có một loại 0.65 mm, à mình có thêm cái 0.7 nữa. Nhưng mà 0.7 màu trắng, còn cái 0.65 ấy, thì mình có đủ màu luôn, là nó có bốn màu cơ bản của hãng này. Thì theo như dự tính sắp tới thì mình sẽ nhập về cái này là mình bán cho anh em, mình cung cấp cho anh em, nhưng mà để trước khi mà đưa ra thị trường có bán hay không thì mình sẽ trải nghiệm thực tế trước, vì thực ra mình cũng là một người chơi, mình cũng giống như các bạn ấy. Cái thun nó có tốt, nó có dùng được thì mình mới 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 đưa cho anh em dùng, chứ mà cái loại nó dở thì thôi. Có nghĩa là trong này nó có bốn màu thì mình sẽ test xem là tất cả bốn màu nó như nhau hết hay là có màu nào nó dùng nó ngon hơn, nó hiệu quả hơn, thì sau này mình chỉ sử dụng một màu thôi. Vì quan trọng là chúng ta chọn cái chất lượng chứ màu sắc này nó không quan trọng các bạn nhé. Thì cái Usop như vừa giờ mình nói đó, nó có bốn màu thì các bạn biết rồi. Thì ngày hôm nay mình sẽ trải nghiệm trước cái trắng trong này các bạn, cái 0.65 trắng trong, các bạn nhìn trong hình đúng không, rất là trong, rất là trong. Các bạn có thể nhìn thấy xuống cái mặt bàn của mình luôn, rất là trong, cảm giác nó như cái latex ngày xưa các bạn, cảm giác nó như latex, nhưng mà cái latex này thì nó cứng, còn cái Usop này thì nó khá là mềm nha các bạn, tức là nó kéo nó không bị cứng như latex nha, kéo nó không bị cứng như latex, cho nực khá là ngon. Mình test bia trong nhà á, thì mình thấy là đường đạn nó khá là ngon, ngang ngửa resize luôn, ngang ngửa resize luôn. Còn test thực tế như thế nào thì một chút nữa chúng ta sẽ biết nhé. Mình đi test thực tế luôn, đi săn xem là nực đạn nó như thế nào, rồi độ bền của nó ra làm sao khi mà đi tiểu ngoài điều kiện thực tế. Thì ngoài điều kiện thực tế còn gió bụi rồi còn nắng thì nó xem nó có ảnh hưởng gì đến độ bền không, thì sau khi mà đi test cái cuối clip thì mình sẽ đánh giá tiếp cho anh em. Còn hiện tại chúng ta thấy ở đây là có bốn màu cơ bản trước đã, rồi mỗi độ dày nó đều có bốn màu nha các bạn, nhưng hiện tại ở đây thì mình có cái 0.65 mm. Đó. Cái khổ dây mà mình cắt ở đây là cái màu trắng trong rồi nha các bạn, khổ dây mình cắt ở đây là 13, 19, 180. Mình kéo sơ mi bắn bi 8 nha các bạn. Mình cao 1m7 là cái khổ dây là kéo đến vai nó mới hết được dây nha các bạn. Nó ngang ngửa nó resize đó, kéo ngang ngang với resize luôn, chứ không phải là giãn hơn resize đâu. Có một số anh em nói giãn hơn resize là không phải đâu nhé, mà không biết có phải là anh em bắn loại khác hay không. Nhưng mà cái 0.65 này mình test bắn bia rồi mình kéo thấy là nó ngang ngửa resize luôn, kéo tới vai nhé, 13, 19, 180 về độ giãn của nó đó, để kéo tới vai. Về đánh giá một chút ấy, thì mình thấy là khi mà hãng cập nhật cái phiên bản mới này ấy, thì khá là chiều lòng khách hàng. Có nghĩa là trước đây ấy, thì hãng làm có mấy màu thôi, nhưng mà mấy màu đó nó trải hết ở các độ dày, chứ không phải như thế này. Bây giờ là một độ dày, tức là ví dụ như 065 này là có bốn màu, còn trước đây hãng Usop ấy, là mỗi màu mỗi độ dày, còn hiện tại bây giờ nó đang có là mỗi màu có tới bốn, mỗi độ dày có tới bốn màu. Đấy là mình đánh giá là như thế, khá là chiều ý khách hàng. Thì tùy khách hàng nào mua nào thì họ đưa, nhưng mà mình thì mình sẽ chọn nó một loại thôi, vì cái loại nào nó ổn định á, thì mình dùng, hoặc là nếu mà nó như nhau thì anh em nó thích màu nào mình đâu đó ha. Về đánh giá thì cái hãng này á, họ đánh đóng gói nó rất là tiết kiệm các bạn. Đây là của hãng luôn nhá, nhưng mà nó có mỗi cái logo ở đây này, mỗi cái logo với ghi độ dày lên đây hết, mỗi một cái logo thôi, không có gì khác ngoài cái bình. Nó thua hẳn thằng resize luôn. Thằng resize á là nó có in chữ ở trên cái trên quần thun này, rồi nó có bịch này, có tem này, đây là resize này các bạn này. Có hộp đàng hoàng, có thông tin ghi độ dày kích thước đàng hoàng ở đây. Đó, cái resize nó có tem mạc,
hết đầy đủ. Nhưng mà cái thằng Usopp này thì nó đóng gói nó khá là tiết kiệm, rất là tối giản. Nhưng mà bán giá thì cũng ngang ngửa rồi sai. Về kích thước của một cuộn thun nguyên bản đấy các bạn nhé, một cuộn thun nguyên bản nó là 2 mét, một cuộn thun nguyên bản 2 mét, dài 2 mét, ngang 15 cm, nó bằng với đôi size 1 mét ấy, thì nó là dài 1 mét, ngang 15 cm, thì cái này nó như nhau các bạn nhá, nó không có gì thay đổi, không không có gì khác nhau về kích thước. Thế nhưng mà có mỗi cái phần đóng gói là cái thằng Usop này nó hơi tiết kiệm một tí thôi. Ông resize thì ông ấy đóng đầy đủ hết. Usop thì nó khá là tiết kiệm, mỗi cái bịch không có gì khác. Rồi, đấy là về đánh giá ngoại hình bề ngoài. Về test bia trong nhà thì mình thấy là bắn là khá là ngon, nó cho đường đạn khá là lực á. Bây giờ thì mình sẽ đi test thực tế, rồi anh em cùng xem clip, chúng ta sẽ cùng đánh giá thực tế là xem thực chiến của nó là như thế nào. Ok, bây giờ chúng ta đi nha các bạn. Cô nè các bạn. Một con nha. Con mới nhảy xuống đâu đó. Kìa kìa. Con đấy trúng luôn rồi đó. Xuyên người. Trời ơi. Nó bay vào trong kia nó mới rớt. Trời ơi, nó xuyên con người cả. Mình nghĩ con cu nó nhỏ nhỏ nên mình kéo chưa hết dây. Bắn hơi hơi hợt. Con này trúng đầu. Con kia xuyên vào người. Các bạn nghe bộp cái không? Nó bay như không ấy. Con này trúng đầu thì nó gục luôn thì không nói rồi. Còn con kia nó xuyên vào người. Không đủ lực. Bến cộng cộng ở trên cây các bạn. Vậy là mày chết chắc. Trúng nha. Gãy luôn. Rớt con cò đây nhá. Làm sao qua chỗ đó ta? Cỏ trắng to không ạ? Giờ làm sao qua chỗ đó nhỉ? Này có đường qua không ta? Đây đây đây. Cái cọng cọc nó vẫn còn ở đó luôn.
Kìa các bạn, vẫy cánh nhảy nhảy kia kìa. Chẹt ở chỗ này sâu rồi các bạn. Đó, còn ngàng đấy các bạn thấy không? Để mình đi ra mình nhặt nó rồi mình quay tiếp cho các bạn nhé. Cũng may là nó không lún các bạn, cỏ này nữa nó nằm đè lên lớp bùn không lún, nhưng mà bước phải thật chậm, còn phải bước nhanh nữa, phải bước bạn bước chậm rồi nó lún xuống lựa đám cỏ nó bước lên này. Ngàng bự nha các bạn. Quốc viên đầu tiên gãy cánh. Mình đã bảo mà không bay là mày chết mà. Con đồng vậy nó đứng rồi. Nó đứng ở trên cái bụi kìa. Này các bạn. Chết con cỏ nha các bạn. Rồi thôi sao không xuống ruộng. Rồi mẹ nó chạy xuống ruộng rồi. Đây nha các bạn. Nhưng mà chắc nó chạy xuống ruộng luôn rồi. Mình nhìn thấy nó chạy xuống ruộng rồi. Lúa này người ta sắp cắt đến nơi rồi. Khó lấy lắm. Nó vướng cành nhưng không có góc nào mà bắn cả. Vào đây này thì mất tiêu chứ làm sao mà lấy. Uổng nha mà lúa người ta sắp cắt rồi, bước xuống đây là ăn đòn luôn bây giờ ạ. Thua các bạn ơi, chán quá. Chắc là nó sẽ có người bắt được thôi, nó mày gãy cánh à. Nhưng mà mình không bắt được, không uổng. Lúa này sao dám xuống. Thôi, lỡ rồi. Bỏ lại các bạn. Buồn ghê. Con cô trên cây. Trúng chân, trúng dây điện. Thăm con này đã nhá.
sao nó ngửa hơi ngược nắng tí vẫn thẳng vào dây điện luôn. Còn con này thì gục luôn này. Cố nhá. Đi lại xem con kia nó đậu thế nào. À, bắn dây điện này. Phải dây điện mới đau chứ. Không là double kill rồi. Sang đây mà mày còn, mày không rớt tao con mày luôn. Rồi. Yếu lắm rồi. Một viên như thế. Đâu à? Đây là các bạn thấy đây nhá, rớt thế mà không rớt lạ. Thế rồi đây các bạn, khỏe ghê. Để mình bắn nó này. Còn các bạn có điện thoại nữa chứ, còn nó gục đây luôn rồi nhá. Dạ alo ạ. Dạ nghe ạ. Dạ đúng rồi. Bên em không có bi anh ạ. Còn 1 mét dây thì nó đi kèm theo 10 miếng da rồi. Đây các bạn. Nghe cuộc điện thoại xong cái là nó, con kia nó bay mất tiêu. Còn con này cỏ rồi luôn. Đừng giết ruộng mình. Đây 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 đây. Trúng nha. Trúng nó rồi đó. Tao lấy ra. Mà trốn dưới ruộng. Ủa cái bộp phát là nó gãy cánh rồi đó. Rồi sao lấy ra đây. Đây này, đó.
là bánh. Bay ta không bắn được nha, mày không bay là mày chết á. Cùng nói các bạn. Khốn thế. Nó như thế này khó bắn lắm. Quá khôn mà không bay. Đơn à. Đây cũng trúng đầu luôn nha. Con cung ngói. Ok anh em, mình vừa mới đi tép về mà mình về đến nhà đây. Thì nói chung là buổi chiều nên là cũng không có nhiều thời gian làm clip nó dài được. Với cả là đợt vừa rồi Tết thì không có đi đâu, dịch bệnh cho nên là không có đi đâu. Ở nhà này cứ nhậu miết cho nên là tay nó rung quá các bạn ạ. Bắn một lúc cái là người nó mệt luôn. Thì clip nó cũng ngắn, mong anh em thông cảm. Thì sau khi mà đi tép xong á, thực tế thì mình có một đánh giá như sau với cái dây USOP. Dây USOP đầu tiên là mình test 065 màu trắng này nha. Đây 065 màu trắng. Thì mình thấy là thứ nhất về lực rất là ok. Mình bắn khoảng cách xa xa hay là gần thì đều rất là ok. Gần thì nó xuyên, xa thì sát thương gãy cánh lụm cò đó. Các bạn thấy đó, cò trắng bắn lụm cò đấy là khá là ngon. Theo mình thấy là như vậy là khá là ngon. Nó tải B8 với cái khổ dây như vậy, nó đường đạn nó đi như vậy là mình nghĩ là khá là ngon đấy. Cái nữa mình có thể nhận xét ở đây đó là cái độ bền. Các bạn thấy là như mình thấy là theo như mình đánh giá độ bền như sau này. Nếu mình bắn ở trong nhà với cứ nó bắn là liên tục, tức là bắn liên tục bắn liên tục như vậy thì dây nào cũng vậy thôi, thì bắn liên tục như vậy thì nó sẽ nóng lên thì nó gây ra giãn dây và giảm độ bền của dây. Nếu mà chúng ta bắn liên tục thì khi mà mình test bia tại nhà mình thấy là nó rơi vào tầm khoảng 102 đến 105 viên, khoảng cỡ đó. Bắn liên tục nha các bạn, trên một bộ dây thì dây nó mới bắt đầu rạn rạn. À, còn khi mà mình đi săn á, thì không phải lúc nào mình có chim để bắn liên tục. Lâu mình mới bắn á, thì mình thấy là nó bền hơn. Mặc dù các bạn thấy là hôm nay trời nó nắng nha, nhưng mà dây nó bền hơn. Nó được khoảng tầm 110 đến 110 mấy viên ấy, khoảng cỡ đó. Vì dây nó còn nguyên đây mà, mình bắn dây nó còn nguyên, nó chưa đứt, nên là nếu mà bắn nó sẽ còn được nữa. Thì mình thấy là dây độ bền như thế với một dây sử dụng mà chúng ta dùng như thế là thế nó ngon rồi. Vì một mét dây mà cắt khổ kích thước 13, 19, 180 là nó 22 bộ dây. Các bạn cứ tính đi, 22 bộ dây hơn 100.000. Một bộ dây có mấy ngàn đồng thôi mà chúng ta bắn được nhiều đó mục tiêu là thấy là có lời rồi, đúng không ạ? À, như vậy là dây nó rất là ok chứ không phải là gì đâu. Cái thứ ba mà mình nhận xét này, nó hơn được cái thằng Percy ở chỗ này là cái dây của nó không bị biến màu như mấy nha các bạn. Nó không bị biến màu mấy, các bạn thấy nó bắn cả buổi á. Có mỗi cái chỗ mà mình cầm da này, cái chỗ kẹp da này,
mình cầm bi với cả tay mình, khi mà mình tay mình ra mồ hôi ấy, hay là tay mình ướt ấy, mình cầm miếng da ấy, thì nó dính sang phần chỗ này, phần chỗ cột dây này thì cái dây nó hơi vàng vàng thôi, còn lại ấy, các bạn nhìn trên sợi dây này, các bạn nhìn trên sợi dây này nó không hề có một vết rạn nào luôn và nó không biến màu. Có mỗi cái chỗ này này, có mỗi chỗ này này, tay khi mà tay mình dơ hay là tay mình ướt ấy, mình cầm nguyên buổi chiều ấy, thì nó vàng vàng ra một tí thôi. Cho nên là mình thấy là như vậy. Còn cái Percy mà dùng như vậy là nó sẽ ngả màu luôn. Đó, cái thằng Usopp này nó được cái đó nha các bạn. Rất là mình thấy là ok. Đó, hiện tại bây giờ thì mình có trước mỗi loại chục mét, hơn chục mét. Anh em nào mà có muốn trải nghiệm thì cứ liên hệ bên mình nhé, qua Zalo, số điện thoại trên màn hình. Thì đấy là hôm nay mình làm cái clip test cái dây Usopp 0.65 mini màu trắng với cây ương vương V3.1. Thì sắp tới mình định clip tới mình sẽ test cái cũng là Usopp 0.65 mini nhưng mà màu xanh lá này. Đó, mình sẽ test cái này nhá, clip sắp tới. Nhưng mà clip sắp tới thì cũng xin thông báo với anh em trên YouTube luôn, anh em trên Facebook với Zalo thì anh em biết rồi. Trên mình có làm bản mới, đó là bản One Hit ương vương V4. Thì nó là trên inox 12 mini nhá. Mình có 3 size là size chặt 8 này, size chặt 7.5 này, đó. Và size 7.7 đó. Tức là các bạn, để nói luôn cho các bạn nào chưa biết, đó là chặt 8 nghĩa là sao? Tức là từ đầu bên này sang đầu bên này là chiều ngang cây lá là 8 cm, ngang đây là 7.5 cm, ngang đây là 7 cm này các bạn, đầu chặt 20. Thì mình sẽ clip sắp tới mình sẽ sử dụng cây ương vương V4 này để làm video với cái dây Usopp 0.65 mini màu xanh lá này. Thì ở đây có 3 size. Anh em comment cho mình xem là clip sắp tới các bạn muốn mình test cây nào trước, chặt 8, chặt 7.5 hay chặt 7. Anh em comment cho mình biết ý kiến của anh em. Và ngoài ra thì có những anh em nào mà đã và đang sử dụng cái những cái thùng Usopp này, những cái thùng Usopp này màu trắng, màu xanh biển, màu xanh lá và màu đỏ này, anh em nào đang dùng thì đã và đang dùng, anh em cho mình ý kiến. Còn anh em nào chưa dùng thì anh em xem clip, anh em có ý kiến gì anh em cũng comment góp ý cho mình. Ngoài ra trong video thì nó còn một số cái mà khi mà mình làm clip thì mình còn thiếu sót, thì có cái gì góp ý anh em cứ nói trong video, mình sẽ ghi nhận, tiếp thu và mình sẽ chỉnh sửa. Ok, như vậy là mình sẽ kết thúc cái video này đây. Cảm ơn anh em, hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo nhé. Clip sắp tới thì mình sẽ sử dụng một trong ba cây này, sử dụng cây nào anh em góp ý giúp mình nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Chào anh em nhé.